Xin chào các bạn, hôm nay sẽ ra vườn trong trời mưa các bạn ơi. Không biết để mấy quay phim đó có hư không nữa thì mình sẽ ra mình quay mình hái một ít dâu. Rồi thấy mấy cái dâu đỏ đỏ chín mừng quá, chạy ra hái cho các bạn xem liền. Rồi hái thêm một ít hoa quả trong vườn nữa nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi hái ở trong mưa các bạn. Mưa không biết cái mấy quay phim có ướt không nữa, đó ướt nhẹ mà không biết quay xong có còn hình không. Thôi mình tắt máy ra mình quay mình cho che lại cái chiến nha. Thì bây giờ mình lo cái máy ướt quá chừng các bạn. Trời ơi các bạn. Xin chào những trái dâu, nhìn mấy trái dâu chín thiệt là thương các bạn ơi. Nhìn lòng thòng nhìn đu đưa trong cơn gió lạnh. Thì bây giờ mình sẽ hái mấy trái dâu này nha. Nhìn thấy đã chưa? Đó. Thì lúc trước mình mua những cái chậu dâu nhỏ nhỏ này về ở tiệm hoa quả Thế Giới Hoa Quả đó. Mình hái vài lần rồi, được trước nó héo mòn. Thì mình tưới nước vo gạo nha các bạn, với nước rau mà mình rau quả thừa mà mình ủ cho nó chảy nước ra, nó hư nó chảy nước ra mình tưới vô trong này thì những cái quả dâu này nó tỉnh các bạn, rồi nó chín đó, nó thêm cho mình những trái chín nữa. Lúc đó mình tưởng ngưng rồi không chín nữa, nhưng mà bây giờ có dâu tiếp tục hái nè. Hôm nay nhìn đỏ rực ha, đỏ như vậy, mùa đông như vậy gọi là đỏ rực đó các bạn. Tại vì thấy quý quá. Đó, hôm nay các bạn thấy những trái dâu của mình chín chưa? Dễ thương chưa? Mùa thu rất là lạnh lẽo mà bây giờ cây lá tàn úa hết trơn các bạn. Gió thổi rồi lạnh lẽo, nhìn cây kiwi của mình mấy bữa mua về nó tươi tốt, bây giờ nó cũng úa tàn theo mùa thu rồi. Đó, còn những trái dâu của mình nè. Lúc trước á, thấy về mình hái được mấy trái, còn mấy trái này nó bộ không lớn nổi các bạn. Mình lấy rau quả mà thừa đó mình ủ cho nó ra cái nước, cái nước mà của cái rau úng á, cái mình tưới vô trong góc này nè các bạn. Rồi mình tưới nước vo gạo nữa. Bây giờ những cái trái này nó hút được những cái chất bổ, chất dinh dưỡng đó, xong nó ra trái, nó mọc lên rồi nó chín lên, nhìn thấy thương thiệt. Hôm nay mình sẽ hái hết nha cho các bạn xem. Đó, hái vô trong nhà ăn miếng ha. Dâu này chắc ăn ngon lắm. Hái trái nào bự nhất? Đó, trái này hái đầu tiên. Nhìn cái trái thấy đã chưa nè. Hái thôi. Wow, hôm nay đem sẵn cái dĩa ra, dính cánh hoa nữa nè. Dễ thương chưa? Đem sẵn cái dĩa ra để đây cho các bạn xem nè. Trời mưa các bạn thấy không? Chút xíu thôi là nước nó đọng trong cái dĩa rồi. Đó, một trái đầu tiên ha. Cái mùa này mình hái dâu sao mình thích dữ không biết nữa. Tiếp tục ha. Trái này ok ha. Các bạn thấy thương không? Nhìn thấy thương thiệt đó. Bứt ha. Wow, đã quá. Vô nhà ăn liền nha các bạn. Hôm nay các bạn gửi thư nói là cô ơi chạy ra vườn hái dâu sống ăn đi, khỏi có trái chín cũng được. Không ngờ hôm nay dâu cho mình chín nha. Chín mình ăn cho nó đẹp mắt. Ăn sống thì cũng ngon nhưng mà chín nhìn nó đẹp hơn. Nhìn bốn cái dâu này nè, hái luôn ha. Đó, cái trái này là giống dâu triệu viên nè. Lúc mùa hè nó sẽ bự lắm, cái cuống nó rất là chắc các bạn. Giờ mùa thu lạnh rồi, ấm lạnh ấm nó giòn. Đó, ngon chưa nè. Wow, được ba trái rồi. Tiếp tục hái. Hái luôn trái này nữa ha. Nguyên cái chùm này khoảng tuần nữa chín tiếp các bạn. Cái trái này bự chưa nè, cây sống nè, bự ha. Đó, hái hai trái này đi. Wow, được 5 trái rồi, 2, 4, 5. Còn đâu nữa? Đây, trái này ok không? Trái này cũng đẹp chứ các bạn ha. Đó, mình thích vậy đó. Hươm hươm thôi là được hái rồi. Đó, vậy á, ăn mê lắm các bạn. Nhớ trồng dâu ăn nha các bạn. Ở Việt Nam mình thấy người ta trồng rất là được mùa đó. Thấy là còn có nhiều giờ để trồng hơn bên Mỹ. Bên Mỹ được có 5 tháng à, Việt Nam chắc trồng được quanh năm á. Thì mình để mình che ở trong mát mát, giống như là có ánh sáng vô. Mình che cái miếng tôn mà tôn có ánh sáng chiếu qua đó các bạn. Trồng dâu là hết sảy luôn á. Tại vì dâu này nó không có thích nắng mà nắng gắt quá. Thì qua cái miếng tôn nó sẽ đỡ hơn. Miếng tôn sáng á, màu trắng á, nó sẽ đỡ nóng hơn, cho mình nhiều trái hơn đó các bạn. Đây một trái nữa nè. Còn hôm nay dâu cũng nhiều chứ ha. Hái như vậy
tưởng tượng lại cái mùa mà dâu nó sai trái mình hái, mình nhớ quá chừng, nhớ mùa hè quá các bạn ơi. Tới mùa thu lại nhớ mùa hè, tới mùa đông á lại mong cho tới mùa xuân, tới mùa xuân lại mong cho tới mùa hè. Mong sao cho nhanh nhanh tới mùa để mình được hái trái thôi, mình trồng cây trồng trái thiệt đã. Hôm nay nè còn ra bông nữa nè, dễ thương không? Ở trên này một chùm bông luôn nè. Đó, mưa quá các bạn, không biết máy quay phim chút nữa vô cắm có còn hình để mà lấy ra để bỏ làm video cho các bạn xem không. Wow, ở đây một trái nữa nè. Trái này sao vậy, bị cái chậu này nó chằng lên, cũng còn ok ha. Tươi thiệt là tươi, đỏ thiệt là đỏ, ngọt ngào lắm đây, bỏ vô đây. Ngon chưa các bạn ơi? Hôm nay được mùa dâu trong mùa thu nha, quá chừng đã. Lại cười nữa rồi các bạn, chắc các bạn la mình nữa đó, nhưng mà vui quá à. Mùa này là mùa dâu đó, đi ngủ đông mà cũng được có trái thì mình mừng các bạn ơi, đã quá. Vậy ha, còn trái nào nữa không các bạn? Bây giờ lạnh lẽo, mưa càng ngày càng đổ tới nè, đang rào 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 đó. Đó, hái này, nghiêng cái đất này ra, dâu nó dính đất á. Đó, tí xịt sơ chút xíu. Các bạn ơi, mưa quá nhưng mà mới hái được một mớ dâu nè. Bây giờ quay những cái thùng dâu cũ cho các bạn xem ha. Những thùng dâu cũ để xem có trái nào không. Mình nghĩ chắc không có trái đâu, có trái hư nhiều đó, tại mưa tầm tã luôn. Lạnh nữa chứ. Nè, dâu này các bạn, thấy dễ thương không? Đó, đội cái mũ mà phải che luôn cho cái máy quay phim. Nó ướt nhẹp rồi. Đó, rồi nè, đó. Nhưng mà trời lạnh quá các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay sơ mấy cái thùng dâu lúc trước mình hái cho các bạn xem bây giờ như thế nào rồi. Không có trái cũng được nha các bạn. Tại vì chắc mình nghĩ không có trái để chín đâu. Mới kiểm mấy ngày hôm trước đâu có thấy trái đâu. Nhìn nè, mời các bạn chút xíu là rửa vừa nhà ăn liền nha. Hôm nay vui quá. Nhìn vàng nho của mình nè. Đó, vàng nho bây giờ nó úa tàn trong mùa thu nè. Nhìn cũng xinh quá ha. Đó, vàng nho của mình bây giờ nè các bạn, úa tàn trong mùa thu. Dễ thương chưa? Hôm nay ra quay trong cơn mưa luôn, quay đại luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thăm lại những thùng dâu của mình nè. Thùng dâu dễ thương số 1 đầu tiên. Đó, đây, mới ra hoa. Bây giờ cái trái được một chùm nè các bạn. Đó, không có trái chín nha. Trái sống thôi à, còn cứng ngắc à, không biết bao giờ mới chín. Lạnh quá các bạn, lạnh buốt tay luôn. Thì trong này nữa, trong này không có. Đây là mấy cái hoa thôi các bạn. Hoa ha. Đây nữa, ra một mớ chùm đây nè, mà không biết kịp không ha. Thì có ra là vui rồi. Đó, đây nữa này, hoa thôi. Cái chậu thứ nhất bây giờ tự nhiên ra hoa nhiều, nhiều thiệt nhiều đây. Đây nữa này, không có một trái nào không? Không có trái hả? Bên này tự nhiên bây giờ đang núp này, đang núp ở dưới rồi nở hoa này. Thương ha. Mùa đông sắp tới rồi ra hoa làm chi nữa, không biết nữa, tội nghiệp quá. Rồi thùng thứ hai đây, cũng ra hoa nữa nè các bạn ơi. Mấy cái bụi này là mấy bữa mình cấy cái ngó xuống đó, tự nhiên bây giờ nứt lên nè, ra hoa nè, ra trái luôn rồi, kết trái nè, trái xanh nè, quá chừng. Thương. Đây nữa nè, dễ thương quá. Bên này các bạn, được một chùm hai trái, hươm thôi, hái không ha, bị con gì nó cắn rồi. Thiệt tình mấy con sâu này, con sâu này nó không chịu đi ngủ đông các bạn ơi. Mùa đông là nó núp nó phá không à. Trong này nữa nè, đó, thùng thứ hai đó, ra trái đó này. Đó, các bạn thấy không, mùa thu á dâu không có kịp chín đâu, mới hườm thôi, mấy ngày sau nó vô nó ăn hết trơn ở trong á, còn cái vỏ không à ha. Nhìn thấy tội nghiệp mấy cái trái thiệt đó. Mùa mưa nữa, mưa mấy ngày sau này nó thích lắm, nó đánh mùi được, nó nghe được cái mùi thơm của dâu. Rồi hôm nay hai thùng rồi cũng chẳng hái được trái gì hết trơn. Qua đây, cái dĩa dâu của mình nằm đây hả, bỏ vô đây đi.
rồi ha. Thăm thăm rồi cái máy chút xíu ha, mưa ướt quá đó. Thăm thùng thứ mấy đây? Thùng thứ ba các bạn ơi. Thùng thứ ba có cái trái nè. Cái trái gì đâu mà nó chắc nụi à các bạn. Nó còn sống mà đụng vô nó cứng ngắc à. Nó chín đẹp lắm. Giống dâu này, dâu trị view đó. Thương ha. Rồi còn nữa không? Nè các bạn, thấy ra hoa chưa? Hoa ơi, đây nữa nè. Tự nhiên bây giờ lại rộ ra hoa nè. Trong cho tới tháng 12 hái một đợt xong là tiết đổ ha. Nhìn mấy cái chậu dâu này đó, tự nhiên lại ra hoa. Rồi thùng thứ ba đã quay xong rồi các bạn ơi. Chỉ ra hoa thôi à. Mấy con sau nè các bạn thấy chưa, mấy con này là mấy con sen đó. Nó trơn, nó trơn mà nó ghê quá, dục ra xa. Rồi đó, đi thăm thôi nha, thăm dâu thôi, biết có trái thì hái, nghĩ chắc không có trái nữa đâu. Wow, ở đây có một trái bự này. Trái này nè các bạn, tội nghiệp chưa? Chưa chín mà có con sâu nó đu lên trên này rồi. Thấy chưa? Đó, biết ngày hôm qua mình hái trái sống mình ăn cho rồi. Đó, có con sâu. Bỏ con sâu đi. Bỏ con sâu. Bỏ con sâu đi, cho con thỏ ăn. Sâu với thỏ ăn chung được các bạn ơi. Mấy con thỏ thích lắm. Mấy con thỏ này, lúc trước các bạn gửi thư nói mấy con sâu thông đồng với mấy con thỏ, rồi ăn trái dâu, rồi cắn miếng xong thỏ được hưởng nè. Rồi cắn miếng thôi, rồi thỏ đen. Thỏ đen không thích hả? Thỏ bông nè, thỏ mẹ nè, ăn à. Thỏ bông bao nhiêu cũng lấy hết hả? Thỏ bông hư quá đó nè. Thỏ mẹ cũ nè, thỏ mẹ cũ nè các bạn. Thỏ đen nè, rồi ở trong kia là thỏ bông. Rồi chuột lan còn có một con à, còn một con màu đen. Đợt trước một con kia nó sảy chuồng, nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Bây giờ đợi ít bữa nữa mua thêm một con nữa để cho nó có bạn. Thì con màu đen nó lanh quá, mấy đứa để chuồng vậy nè, xong nó sảy ra rồi nó. Cái thùng thứ tư nè, thùng thứ tư nãy mình có hái được trái bự mà bị sâu đó các bạn. Bây giờ chỉ còn mấy trái sống như thế này thôi. Đó, mấy trái này chắc cũng phải gắn cái đồng hồ lên để xem bao giờ nó chín. Gắn ngày gắn tháng lên canh giờ bao giờ nó chín ha. Ra mình hái chứ không thôi đó, mấy sau nè. Bây giờ nó đâu cần chín đâu, nó ăn luôn mấy trái sống luôn các bạn. Trái này nè, trái này ngon nè. Thôi mình thích trái này mình hái, mình không để mấy người sau nó ăn đâu. Trái này ăn rất là ngon. Nó hườm. Hái vô ăn chua nha. Nhìn cái trái nè, ăn thấy thèm rồi, chảy nước miếng rồi các bạn ơi. Đó, thương mấy trái dâu chưa? Ở đây, đây vẫn còn trái này. Trái này hươm nè, hái vô ăn sống ha. Ăn sống đi, thèm quá chừng. Để mấy con sau này nó ăn hết trơn. Hái hay để? Hái. Hái đi. Ăn sống cũng rất là tuyệt vời. Tại sao mình không ăn? Mình để đây mấy con sau nó vô nó phá hết trơn à. Bên này nè, nguyên chùm lăn lóc nè các bạn. Đó. Còn đâu nữa? Còn đâu nữa? Rồi. Bên này. Bên này dâu bubble berry. Không, cái này là dâu bạch tuyết nè. Dâu bạch tuyết đó các bạn. Không có trái đâu. Còn đây là thùng dâu bubble berry nè các bạn. Hoa. Dâu này lúc nào cũng đón chào mình bằng những bụi hoa. Hoa thì cả bụi, trái thì không có. Đi tìm đi. Nè, hoa quá chừng ha. Bên này nữa, đang búp búp nè, đang nở nè. Đó, đang chuẩn bị ra hoa đó. Cái này mà bứng vô trồng trên cửa sổ hết sảy ha. Đây nè, cái đây. Một cặp. Đã chưa? Cặp này hái nha các bạn. Mới hườm hườm thôi nhưng mà mình cũng hái để mấy con sen nó ăn sao. Đó, thấy đẹp chưa? Ha, lăn tròn cho các bạn xem nè. Dày vô chấm muối là hết sảy rồi. Ngon ha, hái nha. Đó, hai trái dâu bubble berry này nhìn hườm rồi các bạn ơi. Hôm nay hái vô ăn hườm, hườm cho nó ngon nè. Đó, như vậy chấm muối là ăn hết sảy rồi đó.
chưa bao giờ mà thử dâu bubble berry hườm thử nó như thế nào ha. Hôm nay sẽ quyết định hái hai trái này thôi nha. Hái. Ngon chưa? Đây, bỏ vô đây. Đó. Thương. Để cho nó thẳng lại chút xíu ha. Wow, đã quá. Thương mấy trái dâu thiệt. Wow, wow, đây có trái chín này các bạn. Không biết con gì cắn chưa? Tội nghiệp chưa? Thiệt đúng là nó cắn hết trơn rồi. Nè, hư luôn rồi. Mấy sau, mấy sau này thiệt tình đó các bạn. Ăn hết trơn đồ của mình rồi. Rồi, rồi cái thùng này là thùng thứ 7 nè. Thùng thứ 7 cũng không có gì luôn. Ở đây được có một trái nhỏ nhỏ nè. Trái này chín hườm nè, hái nha. Bỏ vô đây. Cưng mấy trái dâu quá chừng. Đó, thương chưa? Thương không? Các bạn. Đó, thấy cưng quá. Cưng cưng cưng. Đó. Tuy ít mà thấy quý thiệt đó. Rồi, cái thùng thứ 9 nè. Cũng không có trái luôn. Hết trái rồi. Ha. Rồi, mình đã thăm tất cả những thùng dâu rồi. Qua thùng dâu bắp, qua thùng dâu triệu view. Thăm cái nữa là vô nhà thôi ha. Thùng dâu triệu view này các bạn ơi, tội nghiệp quá trời. Chỉ ra chùm hoa ở đây thôi à. Đó. Rồi ở bên này có ra hoa gì không? Hả? Vậy thôi à. Không có. Không có trái gì hết. Năm này dâu triệu view hết sức rồi. Đây được chùm hoa này. Thôi nha các bạn, hôm nay ra hái dâu được chừng này thôi. Rồi vô nhà sẽ ăn dâu nha. Mưa lạnh lẽo quá các bạn ơi. Chạy vô nhà nè, mưa ướt nhèm hết trơn. Các bạn ơi, mới ở ngoài vườn vô nè các bạn. Ở ngoài lạnh quá chừng luôn. Vô rửa dâu sạch sẽ rồi nè. Làm chén muối ha. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình ăn cho các bạn xem nha. Hứa với các bạn là hái dâu vô ít hay nhiều gì thì cũng ăn. Rồi, bây giờ bỏ mũ ra nè. Cái mũ ở ngoài vườn nó ướt mà cái mũ màu hồng bây giờ nó ướt, nó thành màu hồng đậm luôn các bạn ơi. Hồng nhạt mà giờ thành đậm luôn rồi. Vô tới nhà rồi các bạn, nó ấm lên rồi. Thì mình bỏ áo ra ha. Để đây. Ở ngoài lạnh quá chừng. Rồi, hôm nay được ăn dâu, ngon quá. Chào các bạn, mời các bạn cùng ăn nè. Đó, dâu tươi rói hái ngoài vườn vô. Hái còn lạnh nữa ngoài cây vô. Ăn chắc ngon lắm đây, chén muối nè các bạn. Đó, mời các bạn chấm trái dâu nha. Để mình chấm cho. Mời các bạn. Ngon quá. Để mình ăn miếng nha. Ngon tuyệt vời luôn. Nó lạnh mà nó giòn thì là giòn, các bạn thấy nè. Đỏ rói luôn. Mình tưới nước vào gạo ha. Nước của xà lách úng nè, rau cải mà mình ủ trong cái bịch ni lông đó, nó úng ra nó chảy cái nước hư của cái rau ra, mình tưới vô trong dâu này rất là tốt. Dâu nó lại sức liền, nó cho mình trái bự liền các bạn. Ít bữa nữa mình sẽ chia sẻ, mình trồng trong nhà mình tưới cho các bạn xem ha. Tưới lỏng thôi, trong nhà mà tưới cái nước đó mà nhiều quá là nó hôi cả nhà luôn đó. Tưới lỏng là ok. Đó. Rất là ngon. Dâu mùa thu nó ngọt mà nó giòn. Nó lạnh như chưa tới trong tủ lạnh đâu. Lạnh sơ sơ thôi. Ăn rất là ngon. Wow. Đánh giá dâu này ngon nhất trong năm hay là tại vì mình thấy ít quá, mình quý quá, mình ăn mình thấy ngon cũng không biết nữa các bạn. Ngon lắm á. Mời các bạn tiếp tục trái thứ hai ha. Không biết có thấy rõ không nữa. Nó giòn mà nó ngọt.
cái hộp của nó giòn giòn rụm hơn mùa hè nữa các bạn. Cái hộp nó lạnh quá đó, nó chống lạnh rồi này. Nó kiên cường lên để nó bảo vệ cái trái, cho nên cái hộp nó chai mà nó giòn, nó ngọt lắm, sững sờ luôn các bạn, quá ngon. Tiếp tục ha. Ăn không ngừng được miệng các bạn. Ngon quá. Cái trái này nó nhỏ dễ thương thiệt. Nó hường mà nó ngọt lắm. Nó hường mà không có chua giống như mùa hè các bạn. Hường mà ngọt ngào. Cái điện, mình giơ tay cho cái điện nó đỏ lên. Cái điện nó tự động á, thấy cái bóng đi ngang qua là đỏ lên. Mình ngồi khoảng 2 phút là tự động cái điện nó tắt. Ông xã mình gắn tự động. Rồi, bây giờ ăn thử trái sống nha. Trái này còn xanh nè. Đó, ăn thử nha. Ăn thử trái sống các bạn ơi. Trái này xanh xanh nè. Thử ha. Chua, ngon, lạnh lạnh, giòn giòn. Sao đợt này dâu nó thơm lắm các bạn. Hay lạnh dâu nó thơm một tí nữa. Nó thơm mà nó giòn, nó lạnh lạnh. Ngon quá. Ngon hơn chùm ruột. Dâu xanh tiếp tục đi ha. Trái này nè, trái này chắc giòn rụm luôn, chấm miếng muối. Mời các bạn ăn trái chua nha. Wow, để sao cho rõ, để gần cái miệng mình là rõ nè. Cái máy này phải lấy nét đó. Ok ha, rõ chưa các bạn đó. Chua ngon quá. Ăn chút xíu. Chút xíu giống như lúc nhỏ mình có gì mình ăn. Chút xíu thôi, sợ hết. Rất là ngon. Cái dâu, dâu gì đó, mình làm rớt mất trái rồi. Dâu bubble berry nè. Mình rửa làm sao lăn, rớt mất trái rồi các bạn. Hay hả? Rớt đâu rồi á? Còn một trái, ăn thử nó như thế nào nha. Bubble berry nè các bạn. Đó, sao cho rõ. Đây đi ha. Giờ bubble berry nè các bạn. Thấy rõ chưa các bạn? Ăn thử nha. Nó mềm mà nó thơm. Cái vị thơm của nó thơm thiệt là thơm, mà nó mềm, nó không có giòn. Ngon, thơm lạ. Hàng gì mấy hôm sau này chưa kịp chín nó đã tới nó ăn rồi mà không được ăn, ngon lắm các bạn. Dâu bubble berry sang năm sẽ chia ra nhiều thùng trồng thêm. Đây cái trái này đây, ăn cái này ha. Đó ha, ăn dâu hạnh phúc thiệt á. Ngon, dâu mùa thu ngọt ngào. Trúng chút xíu cát ở trong cái cuốn các bạn. Tiếp tục trái này ha. Trái này nhỏ quá. Mấy đứa nhỏ mình rủ ăn với mẹ chê không ăn các bạn. Thích dâu mua ngoài chợ về mà dâu tự nhiên đó, đỏ rực kẻ. Xong rồi bỏ vô cối sinh tố, quay một cái rồi bỏ sữa bỏ đường vô, uống ly thì uống, mới uống xong rồi. Bây giờ dâu nhỏ nhỏ này mấy đứa con mình không chịu ăn. Không chịu ăn thì mình ăn. Đó.
ngon lắm. Gần, gần gũi với cây cối thiên nhiên, mình rất là thích. Cái này nó ngọt quá mà nó bị đau đen 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 rồi, thôi không dám ăn. Trái này còn sống nè, trái này của thùng dâu thứ 8 nè. Wow, ăn dâu sống tuyệt vời nha các bạn, chấm muối ớt hết sảy, quá ngon. Hết rồi. Trái này ok ha. Trái này là cái trái chín mà đậm nhất của mấy cái chậu dâu nhỏ tí đó. Thử. Chín quá rồi, thôi không ăn nữa. Rồi, mình đã thử. Rồi các bạn, thử có một chút xíu thôi, đã hết dĩa dâu rồi. Bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn video này nha. Mình sẽ lên mình ghép từng mảnh của video lại rồi mình gửi đến cho các bạn xem nha. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.